Xin chào, chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang cùng đến với chương trình Bản lĩnh nhất tìm mùa 3. Và với khung giờ quen thuộc của chương trình đó chính là 10 giờ trưa Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Thì mình rất là vui khi được gặp lại tất cả quý vị khán giả và đặc biệt là quý vị khán giả của gia đình. Vì sao ạ? Có bố, có mẹ, có các con ngồi ở trước TV để đến với chương trình này tham dự. Và đặc biệt hơn hết là các bạn nhỏ trong tuần thì luôn luôn sẽ mới hơn. Và ngày hôm nay hãy cùng nhau gặp gỡ ba bạn nhất tìm bản lĩnh của chương trình. Nào, gửi lời chào đến mọi người nào con. Xin chào tất cả mọi người, con tên là Nguyễn Thành Công, con 8 tuổi. Thành Công đến với chương trình này bao nhiêu lần rồi? Dạ, 2 tập. 2 tập, đã thành công được bao nhiêu lần rồi? 1 lần. Lần này là lần thứ 3. Dạ. Mình có muốn thành công một lần nữa không? Dạ muốn. Bây giờ mình phải làm một cái hành động nào đó cho quyết thắng nào. Nào, vô. Trời ơi, cái dáng này là của siêu nhân đó hả? Hình như cái bụng hơi mở ha. Bạn kế bên con nè, dáng như siêu mẫu luôn. Trời ơi, bụng con cũng to to hơn anh đó tí xíu. Dạo này con học lớp 3. Dạ. Cũng có học piano nữa. Dạ. Nên con giảm cân được. Đá banh là mình giảm cân được, còn đánh piano liên quan tới việc giảm cái bụng. Hả? Rồi, tự nhiên ta giới thiệu bạn nữ cái dành cướp cái diễn đàn của người ta. Nào con gái, lên tiếng chào mọi người đi con. Xin chào tất cả mọi người, con tên là Bùi Khánh Tiền, năm nay con 6 tuổi. Vừa nói chứ lắm. Dễ thương lắm mọi người thân mến ơi, ba bạn nhóc tiền của tuần này á, ai cũng rất là thông minh, ai cũng rất là giỏi và đặc biệt hơn hết là sẽ rất là bản lĩnh ngày hôm nay đây. Chào mừng tụi con về nha. Quý vị và các bạn thân mến, đây là vòng đầu tiên được mang tên là thử tài thách đố. Luật chơi như sau: chúng ta sẽ thi đấu đối kháng với thành viên của đội bạn để biết được xem là đối thủ của chúng ta có cá tính như thế nào, có trí thông minh ra làm sao và sự bản lĩnh như thế nào ha. Để coi là thành viên của đội chị Lâm Vĩ Dạ là bạn Khang sẽ thi đấu như thế nào nha. Mời cô Bảo Ngọc. Bây giờ con sẽ hỏi cô một câu hỏi rất là dễ. Nhà khoa học nào đã tìm ra được nguyên tố radio? Trời. Chắc là cái ông radio đúng không? Sai. Nó là nhà khoa học lỗi lạc Marie Curie. Yeah. Wow. À, thì con có biết bà Marie Curie đã chế ra cái phương thuốc gì không? Không biết. Ừ, cô cũng không nhớ nữa. Trời đất ơi. Cô hỏi nháp thôi. Và đố con á, là tại sao mặt trời thì rất là chói chang nhưng mà tại sao mình đi ra ngoài đường mình lại không thể thấy mặt trời? Vì mặt trời quá chói. Sao? Lúc nào thì ta không thể thấy mặt trời? Khi mà mình đang ở trong chuồng quay này nè, đâu thấy được mặt trời đâu ta. Giỏi. Trời, cảm ơn con, cảm ơn con đây. Ok, trời ơi, có hai người phụ nữ đẹp dắt con về luôn. Lên con, Tuyền. Chị rất là biết chọn người về đội của chị. Đây là vòng thứ hai được mang tên là thử tài suy đoán. Luật chơi rất đơn giản như sau: mỗi đội sẽ cử một thành viên, đó chính là nghệ sĩ khách mời, lên trên đây để bốc thăm may mắn những từ khóa của chương trình. Đây chính là 15 từ khóa chia đều cho 3 đội, mỗi anh chị là 5 từ khóa. Sau đó mình sẽ diễn tả bằng hình thể, trong vòng 30 giây là gợi ý cho một từ khóa. Trả lời đúng được 10 điểm, trả lời sai không bị trừ điểm. Rồi, xin mời cô Lâm Vĩ Dạ lên đây thi trước. Bốc luôn 5 cái là chị nha. Rồi, từ khóa đầu tiên của con là gì? Minh Khang ơi, đây là một món đồ vật có 2 từ. Chỉ có 30 giây nha. 30 giây, bắt đầu. Cái rồi. Chưa đúng. Cái rìu. À, cái kéo. Cái búa. Đúng rồi, là cái búa. Chị nhờ em thấy chưa? Đúng rồi, 10 điểm đầu tiên dành cho con. Tiếp tục. Đây là từ khóa thứ hai. Đây là một trạng thái của con người có 2 từ. 30 giây gửi, bắt đầu. Trạng thái gì? Bạn dáng ngầu. Cậu dáng ngầu, chưa đúng, 2 từ thôi. Kéo kiệt. Chưa đúng. Tự tin. Tự tin, đúng rồi. Chính xác. Rất là giỏi, chị già chị làm giống vậy được không? Phải nheo con mắt lại nữa. Từ khóa tiếp theo của con, đây là một loài động vật có 2 từ. Con tê giác. Con tê giác. Trời ơi, em chị ngỡ ngàng luôn á.
Đúng rồi. Hay quá, đó là con tê giác. Tiếp tục, từ khóa tiếp theo của con là một loài động vật luôn, có hai từ. 30 giây gửi, bắt đầu. Con thỏ. Chưa đúng. Con mèo. Chưa đúng. Con gì vậy? Con chuột. Con chuột. Đúng rồi, đó là con chuột. Đây là một sản phẩm y tế con nha, có một từ. Dễ lắm, 30 giây gửi, bắt đầu. Thuốc. Đúng rồi, dạ dạ đúng rồi. Em chúc mừng chị. Đội chị có một thành viên có rất nhiều chiến thuật và thông minh nữa. Chúc mừng đội mình nha. Như thế rồi. Con ơi, con có 5 câu đúng rồi, đó là 80 điểm cho đội của mình. Chúc mừng. Đây là vòng thi đấu thứ 3 mang tên là thử tài âm nhạc. Và luật chơi như sau. Nhạc thiếu nhi sẽ được vang lên với 6 đoạn nhạc bất kỳ. Và sau khi kết thúc đoạn nhạc nào đó, Minh Xuân sẽ đọc câu hỏi và sau khẩu lệnh hết, chúng ta sẽ nhấn chuông giành quyền ưu tiên trả lời. Nếu như trả lời đúng được 10 điểm, trả lời sai sẽ bị trừ 5 điểm. Bây giờ đã bắt đầu trừ điểm rồi, hãy thận trọng nha. Chuông sẵn sàng, ba đội chơi sẽ bắt đầu lắng nghe đoạn nhạc đầu tiên. Xin mời. Tôi thích nói sống cho bao người cười và ăn những món ăn mà tôi thích. Tôi thích tắm nắng nha trang Vũng Tàu và ngồi nhìn ngắm mây bay. Đoạn nhạc vừa phát lên, chúng tôi sẽ đặt câu hỏi dựa trên những gì mà vừa phát ra cho ba đội chơi. Câu hỏi của chương trình là: tật xấu của người bạn trong đoạn nhạc trên là gì? Hết. Mời chị Lâm Vĩ Dạ và Minh. Tắm nha trang Vũng Tàu. Hả? Trời ơi, tật xấu mà. Là thích nói dốc. Thích nói dốc, chính xác. Đúng rồi. Mình càng nghe, mình càng nghe cái đoạn gì là coi như nói lại đoạn đó luôn. Tôi không thích sao. Tắm nắng da trong tàu, chỉ tắm nắng ngoài không có học hả? Khuyến cáo các bạn nhỏ đừng đi tắm nắng da trong tàu hoài mà hãy học nữa, đúng không? Đúng rồi. Chứ tôi thích tắm nắng da trong tàu. Không đi học hả? Cảm ơn chị Dạ đi, đã mang về cho đội mình 10 điểm. Và bây giờ sẽ là đoạn nhạc thứ hai. Ngày xưa có cô bé da trắng xinh, môi thắm son hồng tươi như hoa cười trong nắng. Đoạn nhạc trên nhắc tới nhân vật cổ tích nào hết? Xin mời Minh Khang. Bạch Tuyết. Chính xác. Hay quá vậy ta. Quá là nhanh tay và tóc giỏi. Đen nè, môi đỏ nè. Đúng rồi. Rồi và bây giờ sẽ là đoạn nhạc tiếp theo. Cùng nhau cắn lòng tay đi đến thân ấm lòng ta cô lời ha bé rộn ràng và bé em bên trong vùng phố ngàn hoa nở tươi. Câu hỏi của chương trình rất là ngắn gọn và xúc tích. Tên bài hát là gì hết? Tôi không biết luôn á. Không biết hả? Tuyền biết không Tuyền? Con đi giữa nhạc biết người không mà. Ồ. Sao? Thành công biết không con? Không biết luôn. Cô ba đội có quyết định trả lời không ạ? Không. Chị Dạ không trả lời. Bảo Ngọc. Chị nhớ hơi hơi thôi, chị không dám trả lời. Bây giờ thử coi, chị đoán thử tên gì. Chị nhớ là có gì mà hình như là có chữ bông hoa, có kính dân thầy cô trong đó đó. Dạ. Bật mí chị luôn là có những bông hoa luôn. Đó là những bông hoa dân thầy cô thôi. Có muốn lấy điểm không ạ? Không, không. Anh Đạt thì sao ạ? Con thấy sao? Không luôn. Rồi, và ba đội luôn. Chơi sẽ bảo toàn điểm số cho mình đúng không ạ? Rồi, bây giờ Minh Xuân sẽ bật mí nha. Tựa bài hát này có tên là Những Bông Hoa, Những Lời Ca. Tại vì ngày xưa 20 tháng 11 ở cấp 2 là lớp chỉ có hát bài này. Chị quên. Ồ, chị hát một mình hay là chị hát tập không, thể? Không, chị hát tốt ca. Hát tốt ca đúng không? Hát đơn ca là mệt rồi. Tập tiếp đi em. Bài nhạc tiếp theo. Mưa vẫn rơi, đường ngập nước như chân khó đi, mà những đứa lội chân cứ đi, làng quanh như xe lắc lư. Mưa vẫn rơi, một ngày mưa trời không sáng tươi, mà sao em thấy vui là quá, em không buồn, em không buồn. Giờ nè, câu hỏi mới hấp dẫn nè. Trong đoạn nhạc vừa rồi, từ mưa được lặp lại bao nhiêu lần hết? Đếm. Nhanh lên. Bấm nhanh thì có điểm. Xin mời Bảo Ngọc. Ba lần là một đáp án. Sai. Mời hai đội còn lại đừng bấm chuông nữa. Chính xác chưa?
ba lần. Và bây giờ sẽ là đoạn nhạc tiếp theo nhé. Xin mời. Một bài hát kinh điển luôn. Và bây giờ sẽ là câu hỏi của chương trình. Đây là bài hát nằm trong bộ phim hoạt hình nào hết? Xin mời Minh Khang. Vua Sư Tử từ đây anh Khiết phần 1. Yeah, oh, yeah, yeah. Nhớ là phần 1 đó. Vua Sư Tử. Bài đó là được diễn bởi em ca sĩ Elton John. Hay, một tràng vỗ tay cho bạn Minh Khang đi. Quá nhiều thông tin. Cảm ơn con. Và bây giờ hy vọng rằng hai đội còn lại nè sẽ cố gắng nhá để trả lời, để giành điểm về cho đội mình. Đây là bài hát cuối cùng, xin mời. Một con vịt sinh ra hai cây canh, nó kêu rằng quắc 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 quắc. Nhập hồ nước nó bị bà bị bom, lúc lên bờ với cái canh cho khô. Trong đoạn nhạc trên, con vịt thực hiện bao nhiêu hành động hết? Xin mời. Bốn cái là một đáp án chính xác. Chúc mừng. Vậy là bài hát Một Con Vịt đã khép lại vòng thi đấu thứ 3 tại đây. Và điểm số hiện nay như sau: tạm thời đang dẫn đầu 110 điểm là điểm của đội Giày Trắng chiến thắng, và 80 điểm là điểm số của hai đội còn lại. Chúc mừng. Bây giờ chúng ta hãy chờ đợi xem sau vòng thi đấu cuối cùng thì đội nào sẽ là đội chiến thắng nhé. Nhưng hãy cùng nhau đến với vòng cuối cùng mang tên Hợp Sức. Bạn nhỏ nào sẽ thi đấu tiếp theo? Giơ tay. Xin mời Minh Khang. Vẫn là câu hỏi cũ thôi. Câu hỏi đầu tiên, con có muốn sử dụng ngôi sao may mắn không? Dạ không. Cảm ơn con. Con có muốn nói gì với cô dạ trước khi con chơi không? Cô dạ ơi, giờ cô đi uống trà đá đi. Ok, fine, ok, ok. Cô dạ giả bộ biến mất cái nè. Hai, biến. Thôi cô đứng kế bên con cho con có tinh thần nha. Rồi, câu hỏi đầu tiên không sử dụng ngôi sao may mắn. Câu hỏi của con như sau: não người có mấy bán cầu? Hai bán cầu. Chính xác, đó chính là bán cầu trái, bán cầu phải. Hợp lý luôn, quá giỏi. Câu hỏi thứ hai: thời điểm mặt trời lặn gọi là gì? Hoàng hôn. Rất thơ mộng, chính xác 10 điểm nữa. Câu hỏi thứ ba: con muốn sử dụng ngôi sao may mắn không? Dạ có. Chúc con may mắn lần sau, à không, lần này. Câu hỏi của con như sau: lỗ tai loài rắn nằm ở đâu? Rắn không có lỗ tai. Hay vậy ta, 10 điểm. Ủa, 20 điểm nữa cho con. Quá xuất sắc. Câu hỏi thứ tư của con như sau: nàng Bạch Tuyết có mái tóc màu gì? Mái tóc màu đen như mưa. Màu đen như mưa. Đen như trong bài nhạc hồi nãy. Trong bài nhạc hồi nãy. Cũng dạ, cũng dạ. Ý là ví dụ như mà bé trả lời cái đâu cũng dạ đứng minh họa tới đó còn hợp lý hơn á. Đen như mưa. Hợp lý, 10 điểm nữa cho con. Và bây giờ sẽ là câu hỏi cuối cùng: sét là hiện tượng gì mà có thể gây chết người? Sét là hiện tượng điện khi hai đám mây, một cái cực âm một cái cực dương gặp nhau. Nó xảy ra trường hợp là phóng điện. Phóng điện. Chính xác, chúc mừng con. Ghê vậy ta. Con trai ơi, con giỏi quá. Con nhận được số điểm tuyệt đối luôn trong vòng này là 60 điểm. Điểm số điểm số hiện tại là 170. Quý vị và các bạn thân mến, trải qua 4 vòng thi đấu, điểm số hiện nay phải nói rằng là có một sự chênh lệch cũng khá là cao. 170 điểm là điểm số của đội cao nhất và là đội xuất sắc. Xin được chúc mừng cho đội Giày Trắng chiến thắng. Giống như tên gọi của đội, đó chính là sự chiến thắng dành cho đội Giày Trắng ngày hôm nay. Và xin được cảm ơn hai đội còn lại cũng đã rất là cố gắng trong chương trình này. Một tràng pháo tay, xin mời ba đội ra sân khấu nào. Dù đã cầm trên tay một tấm bảng trị giá 10 triệu đồng dành cho đội chơi xuất sắc, xin được chúc mừng. Và đặc biệt có một suất học bổng nữa trị giá 4 triệu đồng dành cho bạn Minh Khang. Wow. Với nhóc tì bản lĩnh luôn. Wow, ngày hôm nay xin được cảm ơn chị Lâm Vy Dạ, anh Hứa Minh Đạt và Bảo Ngọc đã đến với chương trình Bản Lĩnh Nhóc Tì và hỗ trợ cho ba bạn nhóc tì, đúng là bản lĩnh luôn ha. Và xin được gửi lời cảm ơn đến với tất cả quý vị khán giả đã đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình tuần này. Đừng quên, tuần sau vẫn có hẹn với nhau nhé. 10 giờ trưa chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Còn bây giờ, Minh Sô xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.